Nhà quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách. Kính chào quý khán giả Người Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. Chào thân Ngọc Lan và chào quý vị đang theo dõi chương trình Quê Nhà Quê Người. Kính thưa quý vị, vào đầu chương trình chúng tôi xin loan báo với quý vị một cái tin từ Việt Nam vừa đưa ra ngày hôm qua, ngày 1 tháng 4. Đó là tin Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam cũng như phối hợp với Thành ủy Sài Gòn đã đồng ý là đổi tên thành phố chúng ta lại là Sài Gòn và bỏ cái tên Thành phố Hồ Chí Minh. Cái quyết định này có hiệu lực vào từ ngày hôm qua. Thưa quý vị theo dõi và quý vị có thể tìm cái này trên Google để coi nó là sự thật như thế nào. Và người ký quyết định đó chính là chú Huy Phượng. Thưa quý vị, đó là chỉ là một cái tin vui, tin đùa của chú Huy Phượng nhân ngày cá tháng 4, tức là ngày 1 tháng 4. Kính thưa quý vị, theo truyền thống báo chí Âu Châu thì là như là Pháp thì có một cái ngày là ngày 1 tháng 4 đó, là người ta nói ngày thả cá hay đùa giỡn, Poisson d'Avril hoặc theo tiếng Anh là April Fool. Thì những cái tin mà đưa ra này ấy, thường thường là vô tội vạ nhưng lại rất có nhiều người tin. Từ xưa tới nay cái trò chơi này nó phổ biến ở Tây Phương, nhưng mà đối với Việt Nam thì có lẽ sợ mất lòng. Bây giờ tôi đưa ra một cái tin mà không thật thì gây hoang mang và nhiều người vì quá tin cho nên cái chuyện này có thể gây ra nhiều cái ngộ nhận, mà ngộ nhận á tôi thấy nhiều cái chuyện không hay. Thì thưa quý vị, không phải bây giờ mà những cái năm, những cái thế kỷ trước đã có những cái chuyện như là, tôi ví dụ như là 1980, là cách đây cũng không lâu lắm, thì báo chí Anh đưa ra một cái tin cá tháng 4 nói rằng là cái, quý vị biết cái tòa, cái tháp chuông Big Ben đó, lâu nay cho nó được cái dùng bằng cái kim đồng hồ, nó nhích nhích thế này, và khi tới số 15 hoặc 30 thì có cái tiếng chuông của Westminster tiếng toàn gì đó. Nhưng bây giờ đó, chính phủ đã quyết định sẽ thay cái tháp Big Ben bằng những, thay vì những cái kim dài kim ngắn thì thay bởi những con số digital, có nghĩa là 50 nhảy lên 51, 52, 53. Mà cái tin này đưa ra đó, rất nhiều người tin. Nhưng mà mãi hôm sau người ta biết tin này là cái tin hớ, cái tin mà báo chí đưa ra để đùa giỡn thôi. Thành cái cá tháng 4 á, có nhiều cách đùa giỡn, có cách đùa giỡn vô hại mà cách đùa giỡn người ta không thích, nhưng mà thường thường cách đùa giỡn ở trên báo chí thường thường vô hại. Ví dụ như cách đây hơn chục năm thì người ta loan một cái tin rằng ở Thụy Sĩ, Swiss đó, có một cái cây mà nó người ta có thể thu hoạch mì sợi trên đó. Cái cây mà nó thay vì nó ra lá ra hoa thì nó ra mì sợi. Nhưng cái đó người ta vẫn nhiều bạn đồi trời vẫn tin, và điện thoại vô đài truyền hình hỏi là bây giờ mua cái giống đó đâu. Thành nó con người, tôi thấy buồn cười là con người cũng dễ tin. Thì không có những cái tin, ví dụ người ta nói TV có một cái đài truyền hình đó, họ nói bây giờ cái thời gian mà chưa có TV màu đó, nói TV đen trắng, bây giờ quý vị phụ lên một cái khăn, lớp khăn bằng gì đó và thêm những cái chất liệu gì đó thì cái TV đen trắng quý vị thành TV màu. Thế mà nhiều người cũng điện thoại vô hỏi là bây giờ nhờ ông hướng dẫn cho tôi làm sao mà làm để TV mà chuyển cái TV màu. Hay là có người lại đưa ra một cái chuyện là nói TV bắt đầu người ta có một sáng kiến là TV có thể ví dụ như là khi một cái chương trình cooking show đó thì quý vị có thể nghe mùi xào nấu và mùi tỏi hành được. Thế mà người ta vẫn tin, và nhiều người là họ tin đến nỗi mà nói họ nghe cái mùi hành và đến nỗi chảy nước mắt. Thì cái chuyện mình, cái chuyện rất là buồn cười, nhưng mà cái chuyện này cũng vui vui thôi. Tại vì thưa quý vị, tháng 4 về đó, chúng ta có nhiều đề tài đau xót lắm. Và tôi hứa với quý vị là tuần sau chúng ta sẽ nói tháng 4, hôm nay thì cá tháng 4. Thế thì bây giờ tôi hỏi Ngọc Lan một cái câu. Ngọc Lan là ký giả, Ngọc Lan biết cái trò chơi cá tháng 4. Thì bây giờ ví dụ hôm nay chú Bút nói rằng bây giờ ngày mùng 1 tháng 4 này Ngọc Lan phụ trách cho tôi cái vụ thả một con cá tháng 4. Vậy con cá mà tháng 4 năm nay đó, ví dụ Ngọc Lan toàn quyền, Ngọc Lan sẽ chọn cái đề tài nào? Để suy nghĩ một chút xíu, nhưng á mà có cái chuyện liên quan đến chuyện cá tháng 4, chuyện ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua Ngọc Lan nhớ đầu hôm vô làm á, đầu ngày vô làm á, là thấy tin một cái người diễn viên khá là nổi tiếng ở Việt Nam xuất hiện trên Facebook là anh ta bị chết một cách bất ngờ khi đang lưu diễn ở tại Mỹ. Thì khi Ngọc Lan thấy cái tin đó rồi á, cái tự nhiên cái trong đầu mình pop up lên là chết cha, hôm nay ngày cá tháng 4.
Cho nên là thôi để đó, sợ làm không biết là nó như thế nào. Không dám đưa tin. Tại vì mặc dù là cái tin đó là tin chết chóc thì nó cũng hơi là không biết ai có lem ai đùa giỡn hay không, mà người này lại là diễn viên hài. Cho nên ngồi làm việc khác cho đến cuối ngày, đến khi mà ông sếp ông kêu Ngọc Lan coi cái tin này. Thì Ngọc Lan còn nói hôm nay sau ngày cá tháng tư sao em cũng sợ. Nhưng mà ông nói làm đi, chắc là đúng đó. Cuối cùng phải gọi cho bà bầu Thúy Uyển để mà confirm lại cái tin đó đúng hay không. Đến khi nói đúng rồi đó con, tin đó là đúng, cái tự nhiên mình mới thật sự cũng không có dám tin chắc là như vậy đó chú. Sợ là trời, có khi nào họ chơi một cái ngày cá tháng tư mà chơi trò chơi lớn như vậy hay không. Nhưng mà cuối cùng thì nó không phải là cá tháng tư, mà đó là cá truyền cá tháng tư. Trong ngày đó nó rất là làm cho mình, bởi vì có quá nhiều cái tin mà liên quan đến ngày cá tháng tư, nó như chú Huy Phương hồi nãy kể đó, thành ra tự nhiên ngay cả mình làm báo, mình cũng trong những cái ngày đó mà có cái tin gì đó, mình cũng đâm ra mình hơi dè dặt một chút nếu như mình không có xác định được. Kính thưa quý vị, cá tháng tư thế này là những chuyện đưa ra có thể tin được. Chứ còn nếu mà bây giờ nói thiên thạch mà sắp bay, mà sắp đụng qua địa cầu trong chiều nay thôi thì mình nghe cũng khó tin. Nhưng cái tin chết chóc, cái chuyện gì cá tháng tư, cái tin ví dụ bây giờ quý vị có thể, Ngọc Lan thể dùng cá nhân tôi để làm cái trò đùa cá tháng tư. Ví dụ như là loan tin tôi một cái ngày mùng 1 tháng 4 nào đó là qua đời. Không thì ok. Cái trò chơi đó nó cũng không có gì mà đồng chạm lắm, hay là người ta cho chết thường thường ta đùa thôi. Thì thưa quý vị, có lẽ chúng tôi đang nói dở câu chuyện, nhưng mà xin dành một vài phút cho thương mại và chúng tôi sẽ trở lại ngay.